Tên của mình tên là Chú Đồ Bạc, biệt danh của mình là Chú Đồ Bạc. Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. 3 tháng trước chú Đồ Bạc có đến anh chỗ anh Hưng, mình đưa nôm na gọi là anh nghệ nhân Hồ Hưng các bạn ha. Cho nên các bạn cũng đã thấy rồi thì mình quay cái review cái dàn cá rồng của ảnh là hơn nửa tỷ. Sau 3 tháng thì các khán giả là cứ nói chú Đồ Bạc đến review, nói chung là do chú Đồ Bạc cũng bận rộn, cũng muốn review sớm để cho chia sẻ cho các anh em xem là hiện trạng bầy cá này đã đến đâu sau sau 3 tháng. Thì nãy trước khi đến, mới vừa đến thì chú Đồ Bạc trước khi làm một clip đã xem thấy rất là khoái, rất là mê. Hôm nay nhân cái dịp là vào mình cái clip này mình phát trúng vào ngày 30 Tết luôn các bạn ha. Đêm giao thừa mình phát cái clip này lên, mình thứ nhất là đến đây là mình review, thứ hai là anh Hồ Hưng ảnh rất là vui vẻ, anh nghệ nhân Hồ Hưng này rất là vui vẻ, mình đến mình làm clip mình chúc Tết ảnh, sẵn thông qua cái clip này mình sẽ chúc với anh em cá rồng mình luôn nha các bạn ha. Rồi cái đó bỏ qua bên, bây giờ mình sẽ mời hai anh Hồ Hưng và em Khoa cá rồng xách tay. Lúc trước là chơi cá rồng lẻ, nay chơi cá rồng sỉ, từ kinh tế làm đủ thứ hết anh, còn anh này là anh Hồ Hưng nghệ nhân các bạn ha. Xin chào nghệ chào. Nhân này là chú Bạc Phong nha các bạn. Chào các bạn, chúc sức khỏe vậy thôi. Từ từ, không gấp. Thì bây giờ trước hết là sẽ cùng với anh Hưng với anh Khoa tại trò với Khoa, tại vì sao chỗ này là Hưng anh Hưng với Khoa là cùng với nhau là đang nuôi rất là nhiều em cá đúng không anh? Dạ. Chia sẻ những cá mà anh đang nuôi và những cái gì anh đang làm và anh đang nghiên cứu cái gì gì đó, anh có thể chia sẻ cho anh em, tại vì anh em rất là thích cái cách chơi của anh. Bầy cá này mình nuôi chắc cũng được 4 tháng bầy sa bao này, còn bầy này khoảng 2 tháng rưỡi, nhưng mà chạy qua cái thăng trầm là vừa rồi khoảng 15 ngày trước á, trời quá lạnh đi. Buổi sáng khoảng 5-6 giờ sáng là cái nhiệt độ có thể là xuống tới 18 độ. Công nhận lo lắng thiệt, nhưng mà cũng chạy qua thăng trầm, chắc có lẽ là trời thương mà nó cũng thương mình, không có sự xiết gì hết, chỉ biết cho cá ăn và nhìn cá bơi để mình cho nó khỏe thôi. Có cái là mình có cái luồng, khi thấy cá nó cần cho nó hoạt động mạnh thì để tăng nhiệt thì mình cho thổi luồng lên ra cái luồng. Thổi luồng lên. Anh thổi luồng này mục đích của anh để làm gì? Để tạo dòng chảy mạnh, cá bơi nhiều thì cá quên lạnh, giống như vận động nhiều lên cho nó lên đó, vậy đó cũng có lý đó nha. Đó, nhưng mà nói chứ sau 15 ngày lạnh thì nó sinh ra những cái trường hợp nó cắn nhau, nó khó chịu, nó cắn nhau. Bây giờ hiện tại thì có 3 con nhập viện rồi, 3 con đã nhập viện được 5 ngày nhưng mà không có gì hết á. Một thời gian sau thì cá sẽ mọc lại lông, lại cánh, rồi tiếp tục bơi thôi, không có gì mà lo lắng hết đó. Rồi bây giờ các bạn camera đang chỉ vô, các bạn thấy là cái bầy này, bầy xì bao của ảnh hôm nay, các bạn nhìn xem thấy thế nào sao. Cameraman nhớ kéo sát vô cho mọi người xem. Đây là ảnh, đèn ảnh mở như vậy các bạn ha. Đèn này anh nhờ anh Hưng chia sẻ cái đèn của anh làm, và buổi giờ sau 3 tháng anh có làm thêm gì để cho mọi người biết thêm cái cách chơi của anh và cái cách nuôi của anh, cái cách chăm sóc rất là bình thường đơn giản, và nó con cá nó vẫn tốt như vậy. Cái đèn này thì mình thắp buổi tối thôi, chứ ban ngày thì mình không có xài, chủ yếu là ánh nắng mặt trời. Ban đêm mình mở lên 6 giờ tới 6 giờ sáng, còn giờ này muốn bật lên để cho nhìn nó rõ nét một chút. Vậy thôi. Thì các bạn xem những clip trước rồi thì anh Hưng ảnh chỉ cho ăn, là cách ăn của ảnh là đơn giản đúng không anh? Đơn giản. Một mọi ngày mình của anh là gì? Chủ yếu là dế với tôm. Cứ 2 ngày dế thì có 1 ngày tôm, 1 ngày tép á. Tép con mình cho ăn thì một ngày cho ăn nhiều lần, có thể là 4-5 lần. Còn cái hồ này mình thay nước trung bình là mình rút nước ra bằng cách là mình hút phân. Hút bằng cái cây này ha, hút bằng cái cây này. Cái cây hút phân đó, ngày mình hút ra 200 lít cho cái hồ này và 400 lít cho cái hồ này. Các bạn thấy là mấy cá phát triển về body, về màu, các bạn thấy thế nào? Mình thấy màu lên rất là đẹp các bạn ha. Màu này màu tự nhiên, và lưng thì không có đen ha. Lưng không có bị đen.
đó. Có thể vài tháng nữa là mình cho nó lên hồ là mình. Hiện tại bên đây mười mấy em anh? Ở đây là còn khoảng 10 con à. 10 em các bạn. Ba, 12 con, còn 3 con lên bệnh viện rồi. À, tập trung rồi. Đang nhập viện. À. Sinh lão bệnh tử mà ha. À. Phải có thôi, nuôi cá mà là riết rồi, coi như là nuôi ít thì có thể không bệnh chứ nuôi nhiều là phải có bệnh thôi. Nói chung là bầy đàn mà nó sẽ cắn nhau dữ lắm. Có anh có thể làm sao cho mấy em kia nó qua đây cho mọi người xem đây, còn đây là huyết thường nè các bạn. Quyết ảnh chứ quyết đuôi càng và những em này. À, mình mở luồng là nó chạy vô trọng hết, quên. Dạ. Yeah. Tắt luồng đi. Nó chui vô trong gầm hết à. Đó, đó, đó. Là ở đây toàn là quyết không chứ không còn quyết, mấy quyết. Em à. Bói với Abino là không còn đây đúng không ạ? Theo cái kinh nghiệm của tôi á, là nếu mà nuôi bầy đàn nên bỏ khoảng chừng 5 con Abino vô. Dạ. Yeah. 5 con Abino lớn. Tại vì khi có những cái con mà khác của nó đó, thì nó sẽ gắn kết lại. Nó đối phó với cái con kia thì nó quên đi cái hận thù nhau. Yeah. Đó. Khi mà mình bắt những cái con Amino ra là mình thấy có những cái hiện tượng nó đánh nhau. Anh có thể làm cách nào mà cho nó bơi ra đây được không anh? Cái đó là tù. Chắc mình vô lộ ra quá. tắt nước thì nó ra không anh? Ra chút nữa nó ra. Tắt nước thử à. Tắt rồi. À. Để chạy cho mọi người ngắm cái cảnh mà sau 3 tháng bữa trước các bạn thấy bầy cá rồng mình cũng đã nói đầu clip là giá trị hơn nửa tỷ đồng. Mấy chục con các bạn tính đi thì đó. Mấy chục con cách ảnh nuôi, ảnh làm cái nhờ camera quay kỹ, ảnh làm dàn lọc của ảnh là các bạn rất là đơn giản. Thủ công, nói chung là vừa chơi cá đam mê, vừa phục vụ anh em cộng đồng. Đúng không cá rồng xách tay? Dạ. Đúng không? Phục vụ được bao nhiêu anh em cộng đồng mà. Dạ bữa giờ chắc cũng trên dưới 20 anh em là đã nhận được những chú cá từ vùng đất Nhà Bè đó. Từ thương hiệu cá rồng xách tay rồi đó. Cá rồng xách tay cũng là chia sẻ chủ là anh em nào cùng đam mê sở thích đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng ra là cái con cá rồng xách tay ở đây thì nó được có các bạn mua, các bạn đem về nuôi. Ở quên, các bạn lụm đem về nuôi. Các bạn không có tốn tiền điện tại vì nó không cần sưởi. Không cần sưởi, không cần là đèn nhiều nữa ha. À đó, không cần sưởi. Mùa đông đã chạy qua rồi. Bây giờ qua mùa đông thì coi như không có gì lo hết á. Miền Nam nha, anh phải nói miền Nam. Miền Nam nha, chứ miền Bắc là người ta khịa chết luôn á. Miền Bắc là thua đó. Còn cái này là dùng để bắt cá nha. Các bạn thấy những cái dồn nhờ hơi nhìn hơi bề bộn nhưng mà những cái tất cả trong đây là điều đích thân của mình làm mà mình chơi là gọi là nghệ nhân là vậy các bạn. Anh Hưng ảnh tự mình ảnh làm hết, anh nghiên cứu hết, anh làm anh thả xuống và bắt cá. Cái này bắt vô đồ bạc được luôn chứ bắt cá vậy. Cái này mình cứ đứng như này, mình đứng giống như con cò vậy đó, đứng vậy. Cái cá đi ngang cái mình thả xuống. À, cái mình lấy bịch mình bắt. Cá nhiều khi nó còn không biết luôn á. Chứ ra nếu mà vô đây ra là mà không nghiên cứu là cái này là anh bắt ra rất là cực. Đúng rồi, bắt rất là cực. Đó. Thậm chí anh có cái cây nên anh thả nè, canh nó rớt xuống để xuống. Đó vậy. Nó nằm trong này thôi. Đó. Có nhiều khi vô một lần 3-4 con luôn. Đây để thì quay lại khởi đầu của anh Hưng á, anh mới quay anh chơi mấy con này xong cái là anh thấy đam mê thích vô cái này. Các bạn xem clip trước rồi cũng này thấy không rồi. Đèn đó đang cá, đang những cặp bói này của ảnh. Anh nuôi xong cái anh thấy thích đam mê, anh chia sẻ thêm tại sao mà anh làm càng ngày càng nhiều và cái ý của anh sau này anh tính thế nào. Cặp bói thì hiện tại là không có đèn nha, không có mở đèn gì hết á, ban đêm chỉ thắp cho nó hai cái đèn trắng thôi, chắc nhờ ánh sáng của thiên nhiên. À, từ cái cặp bối này coi như là trải qua 20 tháng mà bây giờ nó sanh ra nhiều quá. Đúng là cái đam mê chỉ có nhân thôi. Dạ. Đam mê bất tận ha, gọi là đam mê bất tận. Nhân lên một cái hồ rồi bây giờ nè, đây còn có một đống hồ nữa nè các bạn. Chuẩn bị nha, hồ đó mình có 6 cặp. 6 cái hồ ba bộ. Đó. Rồi. Đó. Chuẩn bị hơi bề bộn. Hơi bề bộn chút xíu cuối năm rồi ảnh chuẩn bị qua năm mới là ảnh có rất là nhiều cái dự tính này nọ. Thông qua cái clip này anh có thể chia sẻ thêm và em cũng nãy nói là coi như là clip này em phát vào năm dịp cuối năm và đầu năm. Thứ nhất là lời chúc Tết bên anh. Chúc anh là năm mới sức khỏe dồi dào. Cảm ơn em. Rồi tiếp tục thỏa mãn đam mê và tiếp tục có những gì hay, cái ý tưởng hay để mình chia sẻ lên cộng đồng để mọi người cùng có thể tham khảo, học hỏi thêm, hoặc là thậm chí nếu mà ai không nuôi cá thì nhìn để thỏa mãn cái đam mê bằng qua con mắt. Bây giờ nè cũng nói luôn nha, hiện tại có 3 con xì bao nè, 3 con xì bao lên hồ bị trị bệnh, mỗi con trị như vậy được khoảng
5 ngày. Con này 5 ngày, hai con kia rớt đuôi hoàn toàn luôn, không còn gì hết. Sinh lão bệnh tử các bạn. Nhưng mà vẫn bình thường. Không có gì hết á. Sự sống mạnh liệt mà. Ở đây cá anh bệnh anh trị chủ yếu là cái bằng cái gì anh? Anh dùng cái nhiệt độ là đó, đuôi mất luôn ha, bắt đầu ra nè. Hai nhiệt độ thì cho 32. Ai dùng tê cha xylin với muối thôi. À muối thì ít lắm. À muối một phần. Anh có bỏ mấy cái mấy loại thuốc bán không, thị trường không? Không 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 có xài. Đó hiện tại vậy, nhưng mà cứ ngày là thay nước 50%, ngày nào cũng thay. Cá rất là tốt, bây giờ bỏ vô vẫn ăn. Mất đuôi nè, đó đuôi bây giờ là hình thành rồi ha chú đầu bạc ha. Dạ. Đó, không có gì hết, mấy anh này sau này là đẹp trai lắm á. Cho nên các bạn đừng có lo, rớt một cái dạy hay rớt một cái đuôi nó cũng vẫn bình thường. Mình cứ bình tĩnh. Cứ thoải mái đi. Mình thích cái cách của anh Hưng á, tại sao các bạn nuôi đơn giản, thoải mái và kêu bằng phá cách. Chú đầu bạc rất thích là kiểu phá cách. Nuôi tự nhiên, thích làm cái gì đó mình làm, mình thấy sao mà nó thích rồi. Đương nhiên không phải là kinh doanh mà đều là chia sẻ đam mê mà ai thích. Nói chung là không phải lợi là cái chú bên đây là chuyên về kinh doanh, các bạn lợi giống như là thích lợi chia lợi hoặc là trao đổi hay giao lưu gì đó, đúng không? Qua cái kênh chú đầu bạc á, anh nhận rất là nhiều những bạn trẻ. Có nhiều bé nó mới có 16 tuổi 18 tuổi mà rất xa xôi tới đây, thấy thương lắm. Yeah. Nhìn thấy thương mà công nhận nghe, nếu làm cha mẹ mà có những đứa con vậy thôi, tôi mua cho nó một thế giới cá cho nó chơi luôn. Bạn đừng đó. Đừng cờ bạc, đừng rượu chè, đừng có đua xe là được, cứ chơi cá thoải mái. Đam mê đúng không anh? Đam mê. Đây mình có cái này nha, mình có cái hồ này chuẩn bị cho nó xuống nuôi nó được một tuần rồi, cho nó xuống hồ dưới ha. Nhưng mà mình cũng nói cho các bạn nghe, các bạn quan sát cái này nè, lọc lên nè, xuống nè, nè coi nè, thấy không, xoay nè, làm giống như nòng súng quay đó, đó quay cái này nó nước xuống là thổi lù luôn. Lần này có cái răng nha, mình gắn là răng nó dễ xoay vậy thôi, đơn giản vậy thôi đó. Đó anh thích chơi phá cách vậy các bạn đó. Làm vậy tự đó. Làm hết rồi. Ở đây cái này nè, dành cho những người mà những cái nơi mà nhà phố đó cũng đơn giản lắm. Mình khóa này lại, cái này là lọc nè, xuống nè, khóa này lại, mở này ra là mình đưa nước xuống cống, mở ra là nó phun nè, đó là đưa xuống cống đó. Đó mình có mình bơm vô vào đầu này, đã đầu kia đó, một cách thay nước tiện lợi các rất bạn là nhanh. Dạ. Trong vòng coi như là 10 phút là hoàn thành đó, vậy đó, đơn giản vậy thôi. Hai cái rumine, hai cái bỏ ra gắn hai cái rumine rồi. Sau một thời gian mình sẽ tới review nữa, sẽ xem nữa là anh Hồ Hưng sẽ ra rất là nhiều. Anh thấy cái này, vụ này là cái gì nè, cái này là cái này chưa, cái đó chưa xài thử, cái đó không có được đã. Cái đó bị bệ rồi, bệ chương trình đây. Cái này là chú bạn thấy quen đó nha. À, là quen cái mô hình này, quen nè các bạn. Cái hồ này khoái là anh Hưng, dựng ra những cái kiểu lạ. Từ từ bữa sau clip sau sẽ thấy là không biết anh làm gì nè. Đây cái hồ này đây, mình sẽ gắn dàn lọc đây rồi bơm lên đây. Đó. Tại vì đây nhân cái dịp là cuối năm anh cũng đang dọn nhà, dọn hồ, cho nên là thấy lu bu các bạn ha. Anh cũng tính nói là để đầu năm xuống quay, nhưng mà nay mình xuống quay luôn là cuối năm anh đang trang trí lại, đang làm dọn lại. Mình phát vào đúng ngay cái dịp 30 Tết luôn các bạn. Đó, tại vì anh Hưng nãy mình nói anh rất là vui vẻ, tính tình rất là vui vẻ, rất là phóng khoáng, rất là nhiệt tình, hiếu khách, cho nên là mình gần như là cái clip xong đất của cái kênh của mình ngày hôm nay. Kênh chú đồ bạc này mình phát trên kênh chú đồ bạc là anh là sông đất, coi như là đó là coi như là dân gian mình đến câu là vô nhà sông nhà, còn này là sông kênh của em, sông cái kênh đó. Theo anh là, dạ theo anh thấy là anh em mình nuôi cá đó, tức là anh em mình nắm hàng chục sinh mạng. Dạ. Phải chơi giao cho. Dạ. Cho nên mình phải có sức khỏe. Dạ. Mình bảo vệ những cái sinh mạng đó mà nhân ra nữa, cho cái giới đồng ngư thỏa sức đam mê. Dạ. Đó vậy thôi. Rồi cuối năm thì anh có lên kênh em chúc khán giả hay gì đó, anh lấy em nói là nãy anh đó, nhờ em cái đọc sách tay vô luôn cho vui đó. Cuối năm tới đây mình chốt clip lại coi như chúc một năm 2013 gì 23 năm con mèo ha. Mèo mão. Năm mèo, coi như chúc cho các bạn, các anh và các cháu trong giới cá rồng và các loại cá khác nha. Nói chung cá nhiều loại cá đều được bình an nè, hạnh phúc nè, thịnh vượng nè, và nhiều niềm đam mê, nhiều niềm đam mê.
Rồi anh cũng chúc cho kênh chú Đồ Bạc phát triển mạnh. Dạ. Chúc cho chúng ta gắn kết nhau nhiều hơn. Dạ. Chúc cho bình an, tất cả đều bình an. Ok. Bình an cho chúng ta và bình an cho những con cá. Dạ, và bình an mọi người thế giới hoàn toàn bình an luôn. Cho rộng rã hơn chút xíu luôn ha. Anh em toàn thế giới luôn ha. Thế giới cả bình an. Cho là rộng rộng chút xíu. Ok. Cảm ơn rất nhiều. Là anh xong đất cho kênh em ngày năm nay, cảm ơn anh nhiều, và năm sau cũng hy vọng là anh em mình sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt, giao lưu, chia sẻ những cái hay, những cái mới. Ngày hôm nay đã đến thăm cho anh, và năm sau sẽ xin phép lại tiếp tục là review cho tiếp tục để cho mọi người cùng xem, và chúc luôn là cá rồng xách tay phát triển lên, không phải là chuyên về thương mại đúng không em, cho quảng cáo một xíu đó nói đi. Cho con mượn cái mic. Như nãy mình có nói thì đối với những anh em nào đang có nhu cầu giao lưu hoặc là trao đổi, và đặc biệt là những anh em nào có niềm đam mê bất tận về cá, đặc biệt là cá rồng, thì có thể liên hệ với cá rồng xách tay. Khi mà cá giao đến cho các bạn mà được khỏe mạnh, đó là một cái niềm vinh hạnh của cá rồng xách tay. Ok. Cá rồng xách tay là số 1. Làm ăn chân chính hết mình. Đó, không bao giờ để cho ai mà có một cái gì mà buồn phiền á. Dạ. Yeah. Để rồi có chuyện gì xảy ra buồn lắm. Dạ rồi, buồn okay. lắm. Ok, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn các đồng xách tay. Quang nói một câu nữa, anh mong hôm nay được bày ra cái ngày cuối năm. Yeah. Nhưng mà đầu năm chú Đồ Bạc đến quay lại clip, anh sẽ làm lại. Đâu ra đó hết bài bản lại. Đó vậy đó. Okay. Hẹn các bạn. Hẹn xong lại xong những nhiều thật là nhiều clip sau sẽ nhiều cái tiểu đề tài. Nhiều cái anh làm rất là nhất, anh sẽ setup lại hết các bạn ha, vừa đam mê vừa thỏa mãn đam mê, mà anh em nào mà chia sẻ đam mê thì có thể liên hệ tới cho anh Hồ Hưng, hoặc là cá rồng xách tay sẽ liên hệ tới. Nói chung là không phải là chuyên về buôn bán nha các bạn nha, chia sẻ đam mê là chủ yếu, còn cái giao lưu là chuyện khác ha. Đúng rồi. Ok, xin chào. Ôi, tạm biệt. Chúc sức khỏe. Xin chào.